Mời các bạn đến với kênh YouTube của Mr. Guy. Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mr. Guy. Tuần trước thì Mr. Guy có đăng một clip, nói chung là rất là nhiều kiến thức ở trong đấy mà các bạn hổng có xem, thì mình biết được là các bạn thực ra là những cái con đĩ là dâm dục. Các bạn chỉ thích nghe những cái gì đó nghe nó dâm dâm đê tiện, nghe nó nói chung là gọi là trịch trỏa các thứ thôi. Thì tất nhiên rồi, có cung thì mới có cầu. Mr. Guy cũng là một cái người rất là chiều lòng những cái vị khán thính giả của mình, nên là Mr. Guy cũng sẽ cố gắng để đưa ra thêm nhiều những cái content mà nó mang tính là dâm dê đê tiện hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng phải có những cái gì gọi là chiều sâu một chút, không người ta lại nhìn vào Mr. Guy, người ta lại đánh giá rằng là mẹ con đĩ này là chỉ có biết là trịch choạc thôi, là không có được. Một cái kênh YouTube mà lại có ý nghĩa cho cộng đồng mà lại chỉ biết trịch choạc không thì nói chung là nó cũng không được ok la cho lắm. Thì Mr. Guy cũng biết rằng là tất cả những các bạn là đều là những cái đứa mà gọi là hơi dâm dục một chút xíu ha. Ngay ngày hôm nay, để đáp lại được cái sự dâm dê đê tiện của các bạn, một cái chủ đề của ngày hôm nay đó chính là những cái bước mà chúng ta cần phải giải quyết khi mà chàng không cương cứng được khi quan hệ. Các bạn yêu dấu, khi mà các bạn đang chuẩn bị quan hệ thì tự nhiên cái đối phương của các bạn lại bị tắt nứng, lại không thể cương cứng được chưa? Nó khiến cho không chỉ mình bạn mà còn cả đối phương, tất cả mọi người đều bị mất hứng. Nói chung là mọi thứ nó không được như là chúng ta đã set up ban đầu. Trước khi chúng ta quan hệ, chúng ta tưởng tượng đến một cái viễn cảnh rằng là bạn và tôi và bạn, chúng ta cùng hạnh phúc, chúng ta cùng thoát xác với nhau ở trong cái khi mà lúc mà chúng ta quan hệ tình dục ấy. Vậy mà khi mà chàng ấy đến với bạn, hay chúng ta đến cùng với nhau mà chàng lại không thể lên được, vậy thì có buồn không ạ? Chàng cũng buồn mà bạn cũng buồn, và bạn là người buồn nhất. Các cụ ta có câu gọi là trưng hửng như chó mất dái. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là mất mẹ dái rồi thì chả làm được cái gì hết. Trong vlog ngày hôm nay, Mr. Guy sẽ đưa ra chủ đề và Mr. Guy sẽ giải quyết luôn cho các bạn những cái bước mà chúng ta phải làm khi mà chàng không thể cương cứng được. Bước đầu tiên, khi mà hai người bắt đầu vồ vập vào nhau, tự dưng nhá, chàng đang rất là cứng mà tự nhiên bây giờ chàng lại xỉu ỉu đi, chàng không có lên được, vậy thì chúng ta làm sao? Bước đầu tiên, chúng ta phải tìm lý do. Có rất nhiều lý do, có muôn vàn lý do về ngoại cảnh tác động khiến cho chàng không thể lên được. Giả dụ trong trường hợp nếu bạn là một cái bạn bottom, bạn bót được chưa mà bạn không lên được thì nó cũng không có quá là gọi là một cái cũng nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu như bạn là top mà, hoặc là bạn là trai thẳng mà bạn không thể lên được khi mà các bạn quan hệ tình dục, thì có nghĩa rằng là gì? Nó vô cùng nghiêm trọng trong cái vấn đề đó. Bởi vì sao ạ? Có mỗi cái việc là lên, để chúng ta chuẩn bị quan hệ mà lại không lên được thì còn làm ăn gì nữa, đúng không các bạn? Chúng ta phải tìm lý do tại sao mà chàng không lên được. Có rất là nhiều các cái lý do ngoại cảnh khác nhau. Tạm thời chúng ta hãy loại bỏ đi lý do đầu tiên là lý do vì chúng ta xấu. Nếu như mà chúng ta xấu thì chàng đã ra về ngay từ lúc đầu tiên khi chàng nhìn thấy chúng ta rồi, nên là chúng ta có thể loại bỏ đi cái lý do đầu tiên mà gọi là chúng ta su một tí đấy. Nói chung là chúng ta xấu, chúng ta có thể bỏ đi cái trường hợp đấy được. Ok, chúng ta cứ khẳng định 100% rằng chúng ta là một cái người mà gọi là quốc sắc thiên hương. Nói chung là cái mức sắc đẹp của chúng ta gọi là trung bình cộng trở lên. Với cái sắc đẹp này thì chúng ta có thể tự tin rằng là chàng có thể cương cứng khi mà nhìn thấy sắc đẹp của chúng ta. Nếu như chúng ta không đẹp thì chàng có thể là đã không tiếp tục được rồi, đúng không ạ? Nên là chúng ta loại bỏ lý do đầu tiên là về cái sự, về cái nhan sắc của chúng ta. Chúng ta hãy cứ tự tin rằng chúng ta là một cái người nói chung là đẹp từ trung bình cộng trở lên. Chúng ta có rất là nhiều lý do khiến chàng không thể cương cứng được, và chúng ta phải tìm ra lý do đó. Ví dụ như gì? Có rất là nhiều người mẫn cảm hoặc là nhạy cảm về những cái mùi. Ví dụ như những cái người mà có cái lông quá là rậm rạp, nó mùi nó hơi nồng nặc một chút xíu thì có thể khiến cho đối phương nó bị tắt nứng. Hoặc là ví dụ mồm chúng ta thối quá mà khiến cho chàng bị tắt nứng thì chúng ta phải đi tìm ra những cái lý do đấy. Ví dụ như những cái lý do về mùi hương này, hoặc những cái lý do về như nào ạ, quá là lạnh cũng không có được. Những cái người mà quá là lạnh quá, ví dụ như để bật điều hòa, bật máy lạnh, lạnh quá thì chàng có thể không thể cương cứng được. Hoặc đôi khi trong trường hợp là chàng có thể hơi đói một chút xíu ha, chúng ta lắng nghe cái tiếng bụng của chàng nó hơi ọc một cái, có nghĩa là chàng hơi đói. Chàng nứng cặc quá mà chàng chưa kịp ăn gì mà chàng đã qua để đi chịch chúng ta rồi, thì có nghĩa là chúng ta phải đi tìm ra những cái lý do mà về ngoại cảnh tác động. Sau khi đã tìm được lý do về ngoại cảnh tác động xong, nhưng lý do quan trọng hơn vẫn là vấn đề về tâm lý của chàng. Cái lý do về ngoại cảnh nó chỉ là rất là đơn giản thôi. Ví dụ như chàng đói thì chàng có thể bổ sung thêm năng lượng một chút, là chúng ta có thể liệt kiếm kiếm cái gì snack nhẹ nhàng để đưa chàng ăn. Cái nếu mà mồm chúng ta thối quá thì chúng ta có thể
đi vào. Chúng ta đừng đánh răng nha các bạn. Các bạn không được đánh răng. Đánh răng sẽ dễ bị chảy máu chân răng, sẽ dễ nhiễm các bệnh lung tung. Chúng ta có thể sử dụng nước muối súc miệng, hoặc là chúng ta có thể sử dụng Listerine súc miệng cho cái họng của chúng ta nó được thông thoáng và sạch sẽ, thơm mát. Còn nếu như mà mùi cơ thể của chúng ta thì chúng ta rất là đơn giản, chúng ta phải rửa sẽ vệ sinh sạch sẽ. Chúng ta phải tìm lý do bằng cách chúng ta hỏi chàng: ồ, sao vậy? Ví dụ anh là anh tại sao lại như thế? Nếu mà chàng là một cái người thẳng tính, chàng sẽ nói với chúng ta luôn là có thể mồm em thối quá thì em nên đi súc miệng đi, hoặc là ở cái chỗ cái vùng kín là em nó không được thơm tho lắm thì em đi vào đi rửa ráy lại một chút xíu đi. Thì rất là đơn giản, những cái vấn đề về ngoại cảnh, lý do về ngoại cảnh chúng ta giải quyết rất là đơn giản. Tuy nhiên những cái vấn đề về nội lực của chàng, ví dụ như là chàng là một cái người mà bị tâm lý khi mà quan hệ tình dục, thì đấy là vấn đề lớn nha các bạn. Chàng có thể nhìn thấy bạn nói chung là hơi đẹp được chút xíu ha, chúng cứ tự tin một tí tí đi, có trung bình cộng trở lên mà chàng nhìn thấy bạn đẹp quá, chàng có thể hơi lo lắng một chút xíu, hơi khủng hoảng tâm lý, nó có thể là chàng đang chuẩn bị thì chàng lại bị xìu. Nếu như chàng là một cái người mà có tâm lý nó không ổn định thì là hơi khó để giải quyết vấn đề. Sau khi đã tìm ra lý do rồi, chúng ta có thể hỏi chàng. Để tìm ra lý do chúng ta phải giải quyết như nào, chúng ta hỏi chàng. Chúng ta hỏi là sao thế? Đói quá hay sao? Mình có một cái chút gì đó ăn để đưa chàng để tiếp thêm năng lượng, ăn một chút đường và ha, để nó chàng nó hai một chút xíu thì nó sẽ thay đổi được bản thân. Vậy thì sau khi đã tìm được lý do rồi, hoặc không có một cái lý do nào mà các bạn có thể nghĩ rằng là nó tác động đến chàng được, vậy thì chắc chắn 100% là do chàng. Vì có thể là chàng bị yếu sinh lý hoặc là chàng không cứng nổi, hoặc là chàng bị vấn đề về tâm lý, nó rất nhiều vấn đề khác nhau, thì chúng ta phải từ từ. Bước thứ hai, không tiếp tục nữa. Nếu như càng tiếp tục chàng lại càng bị tâm lý, càng bị sợ hãi. Vì các bạn cứ hiểu này này, những cái bạn top ấy, nếu như mà không lên được thì nó cảm giác bị mặc cảm ấy. Bị mặc cảm giống kiểu tinh thần bị sút xuống, giống kiểu bất lực ấy, kiểu cảm giác tức tối và kiểu cảm giác mình không lên được, nó cảm là một cảm giác rất là khó chịu. Có thể là rất là thích cái bạn đối phương nhưng không thể lên được thì là một cảm giác rất là khó chịu. Vậy thì với là một cái người bóp tâm lý thì các bạn phải làm sao ạ? Các bạn phải dừng ngay lại, tuyệt đối đừng làm thêm bất kỳ một cái gì nữa. Nếu càng làm thêm đối phương không lên được thì lại sẽ càng khó chịu, càng bực bội. Dừng lại và chúng ta bắt đầu nằm nói chuyện tâm sự một chút xíu ha. Nói chung là hai chị em chúng ta bắt đầu là rung răng rung rẻ tâm sự chia sẻ một chút xíu. Vậy tại sao chúng ta lại phải tâm sự? Tâm sự để làm gì? Tâm sự và nói chuyện cùng với chàng để chàng làm sao giải tỏa căng thẳng, để chàng có thể chia sẻ bản thân. Khi mà nếu như mà một cái người mà friend with benefit lâu rồi, chúng ta quan hệ thì không có sao, chúng ta biết được cái ra cái vào của chúng ta rồi thì không vấn đề gì. Nhưng mà nếu như là một cái người mà one night stand, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì nó cũng hơi khó để chàng cương cứng được, nên chúng ta phải thông cảm với chàng một chút xíu. Chúng ta có thể tâm sự cùng với chàng, chia sẻ, nói chuyện từ từ để làm sao ạ? Kết nối hai người với nhau. Nói chung là gọi là cái dây thần kinh kết nối giữa hai người khi mà hai chúng ta tâm sự với nhau là kết nối gần hơn, gắn kết hơn, khiến chàng chia sẻ nhiều thứ hơn về chàng. Và tuyệt đối các bạn nên nhớ không được tạo áp lực cho chàng. Vì làm sao? Càng tạo áp lực mà các bạn cứ xị ra, các bạn cứ thở dài, rồi các bạn vênh váo, các bạn khó chịu thì làm sao mà chàng tiếp tục được, đúng không? Các bạn phải bình tĩnh. Những cái người mà người ta bị sợ ấy thì khi mà người ta chia sẻ nhiều thì người ta sẽ giảm đi được cái nỗi sợ của người ta. Các bạn có thể hỏi. Tuyệt đối khi mà mới ban đầu nói chuyện, các bạn đừng nói chuyện về công việc, đừng nói chuyện đi sâu quá vào cái đời sống cá nhân của người ta. Các bạn có thể nói những cái câu chuyện ngoài lề, ví dụ như là những cái câu chuyện về thời tiết chẳng hạn. Những cái câu chuyện nó đéo ảnh hưởng gì đến bố con thằng nào. Câu chuyện về chiến tranh, câu chuyện về chính trị, câu chuyện về xã hội, câu chuyện về drama. Những cái câu chuyện mà nó không liên quan, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bố con thằng nào hết, thì các bạn hãy lấy những câu chuyện đó, hãy nói. Tự nhiên các bạn nói một câu: ôi giời, thời tiết hôm nay chán nhỉ. Nói chung là mưa rầm rề hoặc trời hơi nắng, đúng, hơi nắng thật này, nên vàng khè cả vlog đi đúng không ạ? Chúng ta nói chuyện về thời tiết. Những cái câu chuyện về thời tiết, những câu chuyện về xà lơ, những câu chuyện vô tri không ảnh hưởng cá nhân của ai hết sẽ khiến chàng thoải mái hơn khi mà đang nằm cạnh bạn. Nên nhớ điều đó nha các bạn. Chỗ lúc nãy cậu qua có mưa không? Đấy, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chàng hết. Chàng có một cái tâm lý không phòng vệ sẽ thoải mái chia sẻ với các bạn. Nên nhớ điều đó nha các bạn. Sau khi đã nói những cái câu chuyện về hậu cung như ý chuyện, là sau khi đã nói những cái câu chuyện về thời tiết, về kẹt xe, về tiktoker, khi bắt đầu bạn cảm giác được rằng là chàng bắt đầu thở phào nhẹ nhõm rồi, các bạn không bị áp lực bởi cái việc cương cứng rồi, thì bây giờ chúng ta làm gì? Đến lượt mày
phải làm chỗ cái hình này. Cái hình này các bạn là phải chuẩn bị bắt đầu này. Vậy vì chúng ta bắt đầu lân la. Đúng không ạ? Chúng ta là bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu phải bắt đầu lại từ đầu. Coi như là gọi là lại làm quen lại một chút xíu ha. Rồi chúng ta làm gì? Sau khi mà ấy xong, chúng ta có thể hỏi xem là cậu thích được làm gì chẳng hạn. Chúng ta sẽ chia sẻ cùng với nhau. Nếu như mà liếm ti, thích liếm ti ấy, thì chúng ta bắt đầu dần dần, nó sẽ đi dần xuống từ cơ thể của chàng. Bắt đầu chúng ta hơi phục vụ một chút xíu ha. Nói chung là chàng không lên được thì cũng thương, cũng thấy tội. Thì thôi phục vụ chàng một tí đi, thì lát nữa khổ trước sướng sau. Chúng ta phải bù khu cho chàng để cho chàng lên lại. Và các bạn nên nhớ nhá, có một bí kíp này. Khi mà các bạn bù khu á, cái con cầu u mà nó không có lên được thì vì sao? Máu nó chưa dồn vào các cái cơ ở chỗ dương vật. Thì có một cái bí kíp để khiến cho cái dương vật đấy nó lên nhanh hơn một chút xíu, đó chính là khi các bạn vừa bù khu, một cái ngón trỏ các bạn đặt ở trên chỗ cái thân của con cu á. Các bạn cứ tưởng tượng nhá, con cu nó như này nhá, được chưa? Thì đây là cái quả trứng này. Thì đây này, chúng ta sẽ đặt cái ngón, một cái ngón trỏ chúng ta ở chỗ này. Khi chúng ta vừa blow job ở trên cái chỗ phần đầu này, vừa đặt một cái ngón ở đây, chúng ta vừa đẩy xuống, vừa bù khu và vừa đẩy, một cái động tác để làm gì ạ? Để khiến cho máu nó dồn vào đây, nó cứ đi nó nhanh hơn một chút xíu, nó gọi là một chút ngoại lực tác động vào cái thân dương vật để cho cái dương vật nó máu nó dồn vào dương vật nhiều hơn, thì nó sẽ khiến cho chàng lên nhanh hơn một chút. Và sau khi mà chàng đã lên lại được rồi thì chúng ta tuyệt đối không được dừng lại ở đấy. Chúng ta phải làm những các tác là sờ ti, rồi là làm những cái gì đó để chàng tiếp tục giữ lửa mối quan hệ. Nếu như mà sau khi chàng lên xong, chuẩn bị đeo bao vào mà chàng lại xỉu, vậy thì vấn đề rất là rõ ở đây. Có nghĩa là chàng là một cái người mà không quen sử dụng bao cao su. Khi mà quan hệ hơi khó nha, mình nghĩ là chúng ta nên dừng cuộc chơi lại ở đây, ăn trưa xong xuôi tất cả lại về. Bởi vì sao? Bảo đảm an toàn cho chúng ta là điều đầu tiên. Tuyệt đối phải sử dụng bao cao su trước đã. Nếu như hoàn toàn chưa biết đối phương là ai, chúng ta phải sử dụng bao cao su để bảo vệ an toàn cho tính mạng của chúng ta. Còn nếu như mà khi đeo bao vào xong mà chàng vẫn lên bình thường, chúng ta lại quan hệ bình thường, vậy thì chúc mừng bạn, bạn đã trúng số ngày hôm nay. Còn nếu như trong trường hợp mà chuẩn bị đeo bao vào mà chàng lại hổng có lên được, vậy thì chia buồn với bạn, bạn đã bị rớt một cái vé, hoặc là vé tốn thời gian trong cái ngày hôm nay đấy các bạn. Có thể nhiều trường hợp khi các chàng lên rồi, khi chuẩn bị đâm chàng lại xỉu, vậy thì phải làm sao ạ? Vậy thì chúng ta sẽ sang bước cuối cùng. Chúng ta có thể tự phỏng đoán rằng chàng là một cái người mà sợ lỗ, chàng có thể là một cái người mà gọi là hội chứng, gọi là hội chứng sợ lỗ đấy. À, nói chung nếu mà chàng là hội chứng sợ lỗ thì thôi chấm hết, được chưa? Chưa ăn thì tất cả lại về. Nói chung là chúng ta có thể dừng cuộc chơi ở đây được rồi. Nếu như bạn là một cái người mà không có đam mê với cái việc mà đụ đít thì các bạn có thể dừng lại ở đây, và các bạn có thể bảo với chàng rằng là chúng ta có thể xào khô được, chàng sẽ thoải mái hơn, không bị áp lực, không cần đâm choảng, chúng ta cũng vẫn có thể lên đỉnh, chúng ta cũng vẫn có thể thăng hoa được. Còn nếu như bạn là một con boss dâm điên, một con dâm điên lăng loạn, thì các bạn có thể chọn một cái phương án khác, đó chính là giải tán quốc hội ha. Mà nếu như các bạn là một cái người, một con boss dâm điên, chấp niệm về cái sự là đâm choạc, chấp niệm về cái sự bắt buộc là các bạn phải có một cái chàng top mà đâm vào cái lỗ đít của bạn, thì các bạn có thể dừng cuộc chơi ở đây. Các bạn có thể là làm sao có thể các bạn có thể ngồi nhẹ nhàng, xong rồi chàng cũng sẽ tự động, chàng cũng sẽ biết được là mình cũng hơi su. Mình cũng hơi cả chớn một chút xíu ha. Không có lên được. Vậy thì sao? Vậy thì giải tán quốc hội cho làm gì nữa? Vậy thì chúng ta có thể dừng cuộc chơi ở đây, nằm tâm sự với nhau một chút xíu, và các bạn tiễn các chàng ra về. Được chưa? Nói chung là khi mà đã lên rồi mà lại xuống, thì là lại lên rồi lại xuống, xong lên rồi lại xuống, thì nói chung là vấn đề do chàng rồi, hơi khó. Chúng ta đã làm hết cách, chúng ta đã thử hết cách mọi thứ, nhưng mà chàng vẫn lên và xuống, thì chỉ còn cách cuối cùng duy nhất của chúng ta để tiếp tục hạnh phúc, đó chính là chúng ta hãy xào khô cho nhau, sáu chín cùng với nhau, đẹp cả đôi bên. Còn nếu như bạn là một người vẫn chấp niệm rằng là phải đâm thì thôi, các bạn mời chàng đi về và các bạn gọi chàng khác. Được chưa? Vậy thì ở trong cái vlog này thì Mr. Guy muốn đưa đến thông điệp gì cho các bạn? Trong cuộc sống mà các bạn, mỗi người chúng ta sẽ có một cảm xúc khác nhau, chúng ta sẽ có một cái tinh thần khác nhau. Số chúng ta xui, chúng ta gặp cái người mà chưa có thể cương cứng được, thì các bạn hãy thông cảm với đó, vì là mỗi người sẽ có một cái cơ địa khác nhau. Có thể trong cái hôm đấy có thể chàng hơi mệt, có thể cái bạn đối phương của chúng ta hơi mệt một chút xíu, hoặc là chưa được ăn uống đầy đủ, khuya quá, hoặc sau cả một ngày làm trời mệt rồi khuya quá thì người ta cũng sẽ chưa lên được, thì các bạn hãy thông cảm cho đối phương. Nói chung là chúng ta hãy cùng thông cảm cho đối phương. Còn nếu như các bạn vẫn thích
bạn ấy thì chúng ta có thể là lần sau chúng ta có thể hẹn lần sau nữa, không sao hết. Chúng ta hãy cứ thoải mái, đem một cái tâm thế thoải mái khi chúng ta quan hệ, để làm sao mà cả hai bên cùng thích thú nhất là được. Chúng ta đừng đặt nặng quá về cái vấn đề về cương cứng, nó khiến cho bạn top áp lực hơn và khiến cho chúng ta cũng không vui nữa. Vậy tổng kết lại, chúng ta đầu tiên chúng ta phải làm gì? Tìm lý do, giải quyết lý do và mà xử lý lý do. Còn nếu như mà xử lý lý do không được thì chúng ta là ăn xong xuôi tất cả lại về ha. Nói chung là cái vlog ngày hôm nay thì Mr. Guy cũng đưa đến những cái thông điệp gọi là vui vẻ đó, gọi là vui vui thôi. Nếu như các bạn chưa đăng ký kênh YouTube của Mr. Guy thì đừng quên nhấn nút đăng ký và chia sẻ clip của Mr. Guy cho những người khác nhé. Những cái lượt đăng ký, những cái lượt chia sẻ, lượt thích, những cái lượt comment của các bạn là nguồn động lực vô cùng lớn để Mr. Guy tiếp tục làm vlog dành cho các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye.